hảo đi. Trời ơi, dù sao gì tôi cũng là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà dù chỉ có hai con. Dạ, dạ con chào cô Lam. Ôi, cưng quá, cưng quá. Ôi, cô Lam biểu coi, qua đây cô Lam biểu coi. Ôi, thấy cưng quá à. Ủa, mẹ. Hả? Sao sáng nào mẹ cũng ăn cơm lứt quá vậy? Ồ, mẹ con... không ăn phở giống ba. Phở, 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 gì mà phở biết nữa nè. Mẹ đã theo cái chế độ ăn uống rất là nghiêm ngặt để mẹ giữ cái vóc dáng của mẹ. Mẹ đang phấn đấu trở thành người phụ nữ hoàn hảo đó, các con có biết không? Ủa, cô Lam có ăn cơm lứt giống mẹ con không? Sao cô đẹp quá vậy? Ủa, sao mẹ con tôi vậy? Mẹ ơi, ba nói á, đời có lúc ăn cơm, có khi ăn phở mới vui. Không, tụi con đói bụng quá. Giờ muốn ăn phở hả? Dạ không. Chứ ăn gì? Mẹ cho tụi con qua chú Kiệt ăn hủ tiếu đi. Hủ tiếu hả? À, vậy là hai đứa muốn ăn hủ tiếu đúng không? Dạ. Được rồi, đi, đi, đi. Cô Lam bao, cô Lam bao. Cô Lam có thể VIP, cô Lam bao hai đứa ăn hủ tiếu nha. Dạ. Đi ăn không? Không. Đi ăn không? Không. Ở nhà tôi ăn gạo lứt. Đi ăn không? Tôi nói không mà. Rồi thôi, ở nhà gạo lứt đi. 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 Làm gì em sàng qua sàng lại giống như máy bay tìm chỗ đáp vậy? Em đứng yên tại chỗ mà anh được không? Xin hỏi các bạn, ai sẽ là người mẫu năm 2017 nhỉ? Vợ với ai nữa? Em lúc nào cũng là người mẫu, là hoa hậu trong lòng của anh hết trơn á. Em biết, hỏi cho vui vậy mà. Thật ra đó, em cảm thấy ở trong cái xóm Hoàng Hoa này đó, em là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Chứ còn cái gì nữa? Đẹp nhất, phong cách nhất. Hai con gái qua đây với ta. Dạ. À các con biết không, gia đình mình á có bốn người, tuy là âm thịnh dương thì nó hơi thiếu chút xíu nhưng rất vui, bởi vì sao, gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc đúng không vợ? Ông xã, em góp ý anh nha, lúc nào anh mở miệng ra đó anh cũng nói cái câu là âm thịnh dương suy. Ý là anh nói gì? Nói là em không đẻ được con trai chứ gì. Anh nói gì thì nói đại ra luôn. Không đi. Không có, ý anh không có vậy đâu. Ý anh nói gia đình mình hạnh phúc là anh vui quá rồi, chứ không có ý nào hết trơn hết trọi á. Ba. Hả? Ba. Mẹ nói sức khỏe là vàng. Ba nhớ rồi. Mẹ là số 1. Con muốn lớn lên á đẹp như mẹ, có nhiều quần áo thời trang. Mà qua ai nữa, nói gì ba cũng nghe. Ba sợ vợ mà. Ba cũng là số 1 nữa. Ba thiệt là giỏi. Ba đi kiếm nhiều tiền nè. Để lo lắng cho cả gia đình của mình. Con sẽ cố gắng học giỏi để lớn lên kiếm nhiều tiền giống ba vậy đó. Giỏi. Ba giỏi quá. Còn muốn cái gì nữa chứ? Thấy chưa, hai công chúa của mình á, tuy là phận nữ nhi nhưng mà nói câu nào đầy ắp tính nhân văn câu đó. À, em là ai? Em là người phụ nữ số 1 trong lòng của anh. Em không phải số 1, người phụ nữ hoàn hảo. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, người phụ nữ hoàn hảo. Em biết không, anh mà không nghe lời người phụ nữ hoàn hảo là không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Cười với ta, nhớ rõ ràng luôn á. 6 là đi cái đường này, phải không? 3, 5, 7 là phải đi cái đường này. Tại sao mà giờ này chưa tới? Trời ơi, kìa. Có sao không? Ai vậy? Ai sao tôi té? Tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi. Có sao không? Ủa lệ. Xin lỗi, tôi cố ý. Ủa lại có thường tập thể dục đây không? Dạ, ngày nào em cũng đi tập ở đây đó. Ủa vậy hả? Sao ngày nào tôi cũng tập thể dục ở đây chứ mà không thấy lại à? Có tập đâu thấy. Ý nói là không có phải tập giờ này mà tập lúc 3 giờ sáng. Cái gì? Lúc 3 giờ sáng? Dạ. Wow, chỉ là mỗi ngày tập cỡ 3-4 tiếng luôn hả? Dạ. Anh Vũ không biết đâu. Chứ hả, em á có body như vậy nè là hả cả một quá trình tập luyện nha. Em rất là khắt khe với bản thân mình. 2 giờ mấy đang ngủ giật mình dậy là đi tập thể dục á. Đúng rồi, nơi này là 3 giờ. Tôi thấy lại là một người phụ nữ luôn luôn cố gắng mình để hoàn hảo. Ồ,
anh Trộm nghĩ vậy nè, hay là ngày mai á chúng ta hẹn hò ở đây nha. Hả? Mấy giờ tùy anh. Đâu có được, đâu có được. Sao vậy? Tại vì tôi không có ý muốn hẹn hò. Với lại nhà của Lệ là có anh Tài, không hiểu lầm lắm. Đâu đâu có gì đâu hiểu lầm, hiểu đúng mà. Tại vì á em hẹn Soái Ca ở đây, xong rồi em đưa anh Tài tới đây luôn. Trời ơi, sao được? Sao vậy? À không lẽ là anh Tài chấp nhận cho Lệ đi ra ngoài cặp bồ á? Gì? Chứ cặp bồ hồi nào đâu, không phải. Chứ sao? Tại vì em muốn đưa chồng em đến đây cho chồng em thấy rằng á Lệ cũng có một trai khác khen nữa, để mỗi lần ổng khen em á có cảm giác như là ổng bị ép buộc vậy đó. Hiểu. Cô vợ á thì luôn luôn muốn mình trở nên hoàn hảo, còn chồng thì lại chén cơm thèm phở. Ủa gì có phở gì ăn cơm? Cơm phở gì ạ? Sao nói chuyện mình vậy? Ờ đâu có. À, ý của tôi là tôi muốn anh Tài á ảnh mua một cái thẻ VIP ở ngoài quán hủ tiếu. Rồi mỗi lần mà Lệ cảm thấy chán cơm thì Lệ đi ra quán hủ tiếu để ăn. Wow, good idea. Yeah. Em cũng thích lắm, nhưng mà tại sao phải là anh Tài mua, tại sao không phải là Soái Ca mua? Tại vì em nhớ ông Lâm á hả, Soái Ca cũng đã từng tặng cho bà Lam á cái thẻ VIP đi ăn hủ tiếu, sao không tặng cho em? Bộ em không có xinh như là Lam hả? Không có cái lời. Ý tôi không phải là vậy. Làm tự nhiên khó quá, vậy là coi như là làm thuê cho em đi hả? Em trả Soái Ca gấp đôi số tiền đó. Không được được. Gấp 5. Không luôn. Gấp 10. Thôi nói chung gấp 100, gấp 1000 gì tôi cũng không làm được. Thôi tôi tập thể dục nha, Lệ tập vui vẻ nha. Soái Ca. Soái Ca đứng lại. Đã thương em đừng để trái tim em đau. Vợ vợ có ai kiếm người vợ ơi? Em đang bận tay, mời vô bếp luôn đi. Rồi, vô đây anh ơi, vô đây. Vợ vợ có ông nào tự xưng là người hoàn hảo cần gặp vợ gấp đó. Ồ vậy hả? À, xin chào quý ông hoàn hảo. Chẳng hay ông là ai vậy? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là anh. Hôm nay tôi rất hân hạnh được nghe một cái tiếng thơm, một người phụ nữ hoàn hảo, đảm đang, nết na, thùy mị, giỏi giắng. Tôi không ngại đường xa xa xôi tôi tới đây để tôi bày tỏ tấm lòng của tôi. Tấm lòng cao như núi. À, tấm lòng cao như núi Thái Sơn. Ủa hôm nay rằm sao cũng không nhận thọ vậy? Thì hai cũng đúng được vậy. Từ từ, làm lắm chuyện. Dặn kỹ lắm anh. Đứa ta tặng hoa cho tôi là phải tặng hoa hồng. Tôi thích hoa hồng. Sao tôi với đứa dặn thọ vậy? Ôi, hoa hồng hồng đồ lạc đâu có nhiêu tiền. Còn cái này dạng thọ pháp tốn tiền hơn. Xin nhận đây tấm lòng chân thành sâu sắc nhất. Tôi sốc quá, em bị sốc. Cuộc đời anh may mắn lắm khi có một người vợ đảm đang, nết na, thùy mị, giỏi giắng như vậy, cho nên lúc nào anh cũng phải đội vợ lên đầu, vì lúc nào cũng phải lo lắng và kính trọng, nể trọng người vợ này, anh biết không? Ông nội đâu trừng trời rơi xuống vậy? Tự vô nhà người ta lên lớp dạy đời tôi làm sao vậy ông nội? Đây 10 cái thẻ VIP cái quán hủ tiếu ông Kiệt đầu hẻm á đó, ăn bao bụng nha. Xin phép được tặng cho Diễm Lệ. Tôi có ý kiến. Ông biết nhà của ai không? Đây là vợ của ai không? Con là con của ai không? Và ông biết tôi là ai không? Nghĩ sao ông biết vậy? Lệ dặn tôi đầy đủ hết trơn trời. Gì Lệ dặn gì? Hả? Lệ. Chắc hiểu lầm thôi. Tôi có hai mặt con rồi, đi qua mặt tôi hả? Em nghĩ sao mà em mướn ông nội dịu đây lên lớp dạy đời anh làm sao vậy hả vợ? Đã có được không? Anh nói câu này là quá xúc phạm đó tôi. Tôi không bao giờ tôi muốn một cái người nào dám nói tôi mà vô đây dạy đời. Xin lỗi, không bao giờ có chuyện đó. Tôi với cô này chưa hề quen nhau. Thậm chí cái chỗ hẹn hai đứa đưa tiền tôi còn chưa nói ra. Hẹn đưa tiền luôn hả? Thôi đâu có, đúng có hẹn gì đó. Mà thôi tôi đi về ha, tôi đi. Mai gặp, mai gặp. Thiệt á. Em khóc cái gì mà khóc nữa? Anh không hiểu em gì hết á. Chẳng qua là muốn anh công nhận em là người hoàn hảo thôi. Em muốn một người đàn ông xuất hiện ở trong nhà mình, khen những lời đó anh sẽ thấy rằng người ta khen khách quan. Chứ bây giờ một mình anh khen, em có cảm giác là lúc nào anh cũng bị chèn ép. Em hoàn hảo, hoàn hảo, hảo tung chảo. Còn bông dặn thọ này nè. Của em đó. Anh lên bàn thờ ông địa anh cúng trên đó. Ha, anh cúng để cho em hồi tâm chuyển ý lại, thay đổi tính tình của em lại. Anh, nhưng mà em là Miss Hoàn Hảo thiệt mà. Em cần nên hoàn hồn lại đi.